Con xin chào Đức Cha, trọng kính Đức Cha. Hôm nay cả và giáo hội mừng kính trọng thể hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô là hai vị thánh cột trụ của giáo hội. Rất vui mừng giáo phận chúng con được hôm nay quy tụ về người cha chung để mừng lễ quan thầy bổn mạng Đức Cha tại trung tâm mục vụ lòng Chúa thương xót tại An Lạc giáo phận Thái Bình. Nơi đây sẽ là trung tâm đón tiếp những bệnh nhân, những người khuyết tật, những người kém may mắn trong xã hội. Ưu tư đặc biệt của Ngài là luôn quan tâm tới những người già cả, ốm yếu, bệnh tật, những người kém may mắn trong xã hội. Xin Đức Cha cho chúng con được biết khi nào trung tâm tiếp nhận và đi vào hoạt động. Trước hết, hôm nay giáo phận Thái Bình có tổ chức một ngày hội ngộ để sống, suy niệm và cầu nguyện cho Hội Thánh, để mọi người, mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận Thái Bình sống ý thức về giáo hội và niềm vui được hiệp thông với giáo hội. Và giáo hội là thân thể của Chúa, là trái tim của Chúa, cho nên hiệp thông với giáo hội là hiệp thông với chính Chúa Kitô đứng sáng lập lên Hội Thánh của Chúa. Trung tâm này cũng dành để đáp ứng và phục vụ cho các nhu cầu của Hội Thánh Chúa tại địa phương Thái Bình Hưng Yên, tức là giáo phận Thái Bình Hưng Yên chúng ta. Trước mắt trong cái mùa hè này, mặc dù là đại dịch Covid, nhưng mà trung tâm cũng đã khởi sự đi vào trong hoạt động bằng cách là đào tạo liên tục các khóa đào tạo giáo lý viên, tình nguyện viên, các huynh trưởng và cách riêng đào tạo các em thiếu nhi thánh thể, bắt đầu từ 15 tháng 7 cho tới hết tháng 8 trước khi vào niên học mới. Ngoài cái việc đào tạo huấn luyện này thì còn nhiều cái nhu cầu khác, đặc biệt vì cái danh xưng gọi là trung tâm lòng Chúa thương xót thì không thể không nghĩ tới trận lòng thương với Chúa dành cho những người nghèo khổ cùng cực bị bỏ rơi. Cho nên trong tháng 7, tháng 8 sắp tới đây thì trung tâm cũng sẽ bắt đầu tiếp nhận các cái đơn xin của những em khuyết tật, của những em nghèo khổ cùng cực bỏ rơi từ lớp 6, lớp 7 trở lên. Hy vọng với một hai lớp ban đầu coi như là khóa khởi đầu là dần dần sẽ cải thiện và hoàn chỉnh sau. Và con được biết vào ngày 12 tháng 12 năm 2020, trung tâm lòng Chúa thương xót tại An Lạc giáo phận Thái Bình được cắt băng khánh thành. Vâng, đúng như vậy. Mặc dù công việc thì nó cũng đang là hoàn thành, nhưng mà sẽ cố gắng hết sức sớm bao có thể để đem ra phục vụ, vì trận lòng thương cũng như yêu mến các em nghèo khổ cùng cực bị bỏ rơi thì bằng hành động, bằng việc làm càng sớm càng tốt. Cho nên trung tâm sẽ cố gắng, mặc dù còn rất là nhiều thiếu thốn, nhưng mà vì nhu cầu của các em cho nên trung tâm sẽ cố gắng để ngay từ niên học mới này 2020-2021 thì trung tâm sẽ chính thức bắt đầu thành lập và sẽ khánh thành vào dịp lễ Chúa Giáng sinh ngày 12 tháng 12 năm 2020. Vâng, xin Đức Cha có đôi lời tâm tình gì với quý vị ân thân nhân và quý cộng đoàn trong và ngoài giáo phận? Kính thưa quý khán thính giả và các riêng các ân nhân của trung tâm lòng Chúa thương xót, đối với cá nhân tôi, cái cảm xúc tri ân biết ơn đối với Chúa, đối với lòng Chúa thương xót dành cho người nghèo khổ cùng cực bị bỏ rơi luôn luôn canh cánh bên lòng, với cái lòng biết ơn sâu xa đối với các ân nhân. Vì hiển nhiên cái cơ sở này từ khởi sự cho tới hôm nay được như vậy, tất cả là dấu chỉ, bằng chứng nhắn tiền, lòng quảng đại, hy sinh của rất nhiều ân nhân. Đặc biệt có những ân nhân đóng góp hy sinh toàn bộ gạch, đá, cũng như là sắt, thép, rồi xi măng, rồi bao nhiêu công sức khác. Tôi không dám kể lên cái tên tuổi của các cái người đó do cái sự khiêm tốn của họ, nhưng mà riêng tôi rất là cảm kích. Và tôi luôn luôn xin lòng Chúa thương xót đổ muôn tràn muôn phúc lành đáp lại cho cái lòng quảng đại hy sinh
của các cái vị đại ân nhân đó, và cũng như là của rất nhiều người khác từ mọi lĩnh vực, mọi phương diện để hình thành nên cái trung tâm này. Cho nên trước khi kết thúc, tôi cũng xin gửi gắm và nhờ ban truyền thông chuyển lời cảm ơn của tôi cũng như là của cả giáo phận tới tất cả các ân nhân. Xin cảm ơn. Vâng, chúng con vừa được hiệp thông thánh lễ tạ ơn mừng kính thánh Phêrô, quan thầy bổn mạng của Đức Cha. Con thay lời cho anh chị em trong ban truyền thông giáo phận Thái Bình, xin kính chúc Đức Cha dồi dào sức khỏe, tràn đầy hồng ân của Chúa Thánh Thần, ban trên sức mạnh cho cha để ơn khôn ngoan sáng suốt Đức Cha lãnh đạo con thuyền của giáo phận đạt tới bình an trong tình thương của Chúa. Một lần nữa con xin cảm ơn Đức Cha đã dành cho chúng con cuộc phỏng vấn đặc biệt này.